Chào các bạn, mình tên là Linh. Đây mình mới vừa đậu phỏng vấn visa du học Mỹ. Đây là lần 2 mình đi phỏng vấn. Thì lại thì rất là vui mà cũng rất là hồi hộp. Thì phỏng vấn lần 2 rồi mới đậu cũng hơi lo, vô gặp thì run quá trời run luôn. Cái kinh nghiệm mà vô phỏng vấn thì chỉ biết là cười thôi, cười tươi lên cũng được nữa. Vô chào này nọ xong rồi hỏi thì mình trả lời từ từ rồi cười. Người ta cắt thì kệ người ta nhưng mà mình vẫn phải cười. Cười nhiều hơn là nhiều luôn, cười tươi là tươi luôn. Quá trình chuẩn bị hồ sơ thì tại vì mình đang học ở Học viện Hàng không, đang học ở đây là năm mới đây thôi, là năm nhất nên là cũng phải cần có giấy chứng nhận học tại trường hoặc là có thẻ sinh viên chính thức này nọ. Tại vì mình chưa có thẻ sinh viên nên mình phải làm cái giấy chứng nhận này nọ. Thì còn các bạn mà có tham gia vô câu lạc bộ này nọ thì mình cũng xin giấy chứng nhận luôn để người ta biết là mình có tham gia hoạt động này nọ. Quá trình làm hồ sơ thì đầy đủ và cũng không thiếu cái gì, thì nếu thiếu thì chị sẽ nhắc này nọ để mình bổ sung thêm. Quá trình học phỏng vấn thì rất là ok, tại vì đầy đủ luôn. Mình sẽ học theo có ý nào hay thì mình sẽ nói ra trước. Anh Khôi thầy dạy rất là đầy đủ, gợi ý cho nhiều cái cách trả lời hay này nọ. Nhưng mà mình phải bổ sung thêm những cái ý riêng của mình. Tại vì vô phỏng vấn thì ý nào cũng chung với nhau, nên không có người ta sẽ nhàm chán, nên là sẽ bổ sung thêm các cái ý của bạn, các bạn vô thì sẽ rất là hay. Đó, không có bị nhầm lẫn được. Anh Khôi dạy đủ hết cái đủ các câu mà để phỏng vấn này nọ, chẳng hạn như là tại sao chọn Mỹ, rồi Mỹ có cái gì hơn các nước khác, rồi trường học đó như thế nào, là các bạn phải tìm hiểu trường học của các bạn như thế nào, có như là có hay không, tìm những cái điểm nổi bật của trường để mình nêu ra trước, và sẽ thu hút được cái nhiều cái thu hút được cái sự chú ý nhiều hơn là các bạn nói những cái điều mà không hay lắm. Nói chung là mình sẽ nói những cái điều hay trước, còn cái những điều mà dở hay là không hay á, mình sẽ để cuối cùng. Nếu như nó nghe thì nó sẽ nghe được ý hay hết rồi, còn mấy ý dở thì không nghe cũng không sao, mình không có tiếc. Thì khi đọc hồ sơ du học và cũng tìm hiểu này, cũng tìm hiểu về các công ty để tư vấn du học, thì thấy công ty Tân Đại Dương tốt, rất là phát, rất là nổi tiếng này nọ, nhiều người biết đến, nên là mình tin tưởng, em tin tưởng lên là sẽ quyết định làm công ty Tân Đại Dương. Dịch vụ của công ty rất là tốt, giúp mình rất là nhiều, tìm các trường cho mình, các ba mình muốn học thì công ty sẽ tư vấn cho mình các ba các trường mà mình muốn, hợp với tài chính, rồi cái khả năng học này nọ của rất là tốt. Cái khâu mà chuẩn bị hồ sơ thì cái khâu đó thì chỉ có các chị tư vấn, các chị sẽ hỗ trợ mình giao chị việc học câu trả lời cho tư vấn. Học câu trả lời thì các bạn là học dạy như là học nắm ý các ý hay, rồi sau đó mình sẽ lồng vào các cái ý mà của các bạn suy nghĩ ra, hoặc là thêm vô này nọ để cho nó hay hơn. Tin chắc là vô phỏng vấn là thế nào cũng sẽ không nhớ hết được, nên là các bạn nhớ cái gì đó các bạn sẽ nói cái đó liền à, không bao giờ mà nhớ được học như là trong sách đâu. Nếu như trong vậy là các bạn nó như là đi trả bài rồi, người ta sẽ biết được rồi. Không, nhưng trong lúc phỏng vấn thì các bạn phải cười là điều cuối chốt, cười thì cả tươi luôn. Lúc mà người ta hỏi mình trả lời thì mình phải cười, mình trả lời từ từ, nhưng mà phải có cười trước rồi mình trả lời để người ta biết là gây như là thiện cảm, nên người ta sẽ chú ý cho người ta nhiều hơn. Đó là những kinh nghiệm của mình, chúc các bạn thành công khi đi du học.